Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, đoàn công tác mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và trao đổi một số vấn đề liên quan đến hợp tác phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã chào mừng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng và cho biết những lĩnh vực Đà Nẵng ưu tiên phát triển và thu hút đầu tư, trong đó có lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đà Nẵng đã sẵn sàng cơ sở hạ tầng, cơ sở giáo dục có thế mạnh về công nghệ thông tin, đặc biệt là trường Việt Hàn. Trong khi đó, Hàn Quốc là một trong các nước đi đầu về chip bán dẫn, nên Đà Nẵng mong muốn phía Hàn Quốc đầu tư hợp tác với thành phố trong lĩnh vực này chủ tịch mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam tại hàn quốc nguyễn quang phước cho rằng việc ra mắt không gian đổi mới sáng tạo đà nẵng seoul vừa qua sẽ góp phần mở thêm những cơ hội hợp tác giữa hai bên phó chủ tịch thường trực hồ kỳ minh đánh giá cao vai trò của mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam tại hàn quốc và đề nghị các sở ban ngành liên quan của thành phố tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo tại hàn quốc tại đà nẵng qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo